Xin chào quý vị đã quay trở lại với Gia Bảo. Ngày hôm nay thì Diệp sẽ giới thiệu tới quý vị một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Audemars Piguet, nhưng không phải là một thuộc bộ sưu tập quá là nổi tiếng, quá là hot như là Rolex, mà đó chính là một bộ sưu tập không được nhiều người biết tới, đó là Millenary. Chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt và lý do tại sao chiếc đồng hồ này có mức giá hãng rất là cao ngoài thị trường 35.000 USD, mà hiện tại mức giá trên thị trường chỉ bằng 1/3 cho một chiếc đã qua sử dụng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở trong video này quý vị khán giả nhé. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một chiếc Millenary thế hệ mới được thương hiệu giới thiệu vào khoảng những năm 2017. Và chiếc đồng hồ này có một mức giá hãng, tôi xin phép được bật mí tới quý vị, rất cao, khoảng hơn 800 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên là mức giá cho một chiếc đã qua sử dụng ở trên thị trường chỉ chưa đầy 50% so với mức giá hãng. Đây là một chiếc đồng hồ có rất là nhiều đồ chơi, rất là nhiều cái chi tiết quý giá ở trên chiếc Audemars Piguet. Ví dụ như là chất liệu vỏ là kim loại quý, vàng trắng, được nạm kim cương. Chính xác đó là 116 viên kim cương được cắt Brilliant Cut và tổng trọng lượng khoảng 0,6 carat. Ở phía núm của chiếc đồng hồ này có một viên sapphire tên là Cabochon màu hồng. Mặt số của chiếc đồng hồ này thì được làm từ vỏ chai MOP Mother Pearl. Tổng thể về mặt số đồng hồ được chia làm hai phần. Phần 1/3 phía bên trái là cầu cân bằng và bộ cân bằng. Chúng ta sẽ được thấy thiết kế skeleton có thể nhìn từ trên xuống dưới. 2/3 còn lại sẽ là cái khu vực thể hiện đồng hồ kim giờ, kim phút và một kim dây nhỏ ở góc bên hông. Đây, quý vị có thể chiêm ngưỡng. Độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này tôi phải đánh giá là cao. Tuy nhiên nó lại không cần thiết. Đó là cũng là một lý do tại sao mà mức giá ở trên thị trường đã phản ánh được cung và cầu của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này nếu mà để nói về độ hoàn thiện, tôi sẽ xin được giới thiệu tới quý vị từ những chi tiết rất là nhỏ đều được hoàn thiện vô cùng tỉ mỉ. Ví dụ như phần cầu cân bằng, chúng ta sẽ thấy được là được chảy xước là bằng vàng đương nhiên rồi, và được vắt cạnh đánh bóng, tên thuật ngữ nó là beveling. Đó, khi ốc của phiên bản này cũng được đánh bóng gương. Quý vị tưởng tượng một điều, làm những chiếc đồng hồ có full mặt số thì nó sẽ dễ dàng hơn về cái độ hoàn thiện. Thế nên là với những chiếc đồng hồ skeleton, đặc biệt là những cái thương hiệu lớn, họ làm những chiếc skeleton là có cái giá rất là cao. Đây là một chiếc đồng hồ có mức giá hãng rất là cao, cũng là bởi vì nó có quá nhiều phần để có thể lộ ra ngoài mặt số. Phía mặt sau của chiếc đồng hồ thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng được. Đây là một bộ máy lên dây với tổng thể 3/4 cỗ máy thì đều được hoàn thiện bằng những đường vân tròn black, vân xoáy tròn. Phần bánh xe lên cót, chúng ta sẽ thấy đây là bánh xe tên thuật ngữ là Ratchet Wheel, hay gọi là bánh xe cóc, thì được hoàn thiện là chảy xước và phía bên ngoài được đánh bóng gương. Ở những cái vị trí ở đây thì những cái phần cầu máy này thương hiệu đã khoét được những cái lỗ nhỏ để chúng ta có thể thấy được bánh xe thứ tư, thứ ba, thứ hai và bánh xe trung tâm. Và tất nhiên ở những lỗ khoét này thì đều được thương hiệu vắt cạnh đánh bóng. Đoạn cuối video thì tôi sẽ nói đến một vấn đề, đó là tại sao chiếc đồng hồ này lại bị thất sủng ở trên thị trường. Quý vị có công nhận với tôi một điều là những gì mà tôi vừa trao đổi và chia sẻ trong video này, đa phần chị em không quan tâm. Quý vị có công nhận điều đấy không ạ? Đây là một chiếc đồng hồ có rất nhiều kỹ thuật và để nói là về giá trị thì rất là giá trị. Tuy nhiên đấy không phải là cái điều mà chị em quan tâm. Nếu như với chiếc đồng hồ này mà lại là một chiếc Rolex hay là Rolex Offshore thì mức giá của nó sẽ nhân lên gấp 3, thậm chí 4 lần. Thứ hai đó là tuy đây là một chiếc đồng hồ đến từ AP, gọi là Tam Thánh, một trong ba thương hiệu mà được rất nhiều người mong muốn sở hữu. Tuy nhiên là cái tính thực dụng cho chiếc đồng hồ này lại không có quá nhiều. Đây là một chiếc đồng hồ lên dây. Quý vị có biết rằng nếu như với chị em có một chiếc đồng hồ của Patek được rất nhiều chị em mua và đeo, không quan tâm nó là máy tự động hay là máy pin, đó chính là chiếc Aquanaut. Chiếc đấy là chiếc mang mã hiệu 5067 và máy bằng pin, được mua rất nhiều và giá cao, thậm chí là gấp đôi giá hãng, vẫn mua, chị em vẫn mua. Bởi vì sao? Bởi vì không cần phải chỉnh giờ. Nếu như chị em có nhiều đồng hồ thì chiếc đồng hồ này không phù hợp. Đó là những yếu tố chính mà tôi nghĩ chiếc đồng hồ này không được ưa chuộng trên thị trường. Đó là lý do mà so với giá hãng thì
chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tham khảo ở một số website quốc tế. Giá mới của chiếc đồng hồ này cũng chỉ được niêm yết khoảng 60% so với giá hãng, và một chiếc đã qua sử dụng thì khoảng tầm 40%. Đó là cái điều mà chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm ở trên Internet. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ AP này? Nếu là chị em thì chị em có cảm nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy cùng comment ở phía dưới video quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.